Dung nhan các nàng hậu đình đám ra sao trong lần đầu tiên đi thi sắc đẹp? Nổi bật nhất hiện giờ là Hoa hậu Thùy Tiên đang vướng vào vụ kiện ồn ào với bà Đặng Thùy Trang xoay quanh khoản tiền 1,5 tỷ đồng mà bà Trang khẳng định đã đưa cho Thùy Tiên vay để trang trải các chi phí khi tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ năm 2017. Năm đó, Thùy Tiên 19 tuổi, có nhan sắc thanh thuần, trong trẻo và đã giành giải Á khôi 1. Sau 5 năm, nhan sắc Thùy Tiên đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. Các đường nét trên khuôn mặt cô không thay đổi nhiều, nhưng nhờ lối trang điểm phù hợp, trang phục lộng lẫy, thần thái tự tin nên nhìn Thùy Tiên xinh đẹp, ấn tượng hơn rất nhiều. Tiếp theo là Hoa hậu Henie. Trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, nàng hậu đã từng thử sức với Việt Nam Next Top Model 2015. Khi ấy, cô đã tạo được ấn tượng với khán giả nhờ cái tên khác lạ, mái tóc tém cá tính, vóc dáng khỏe khoắn và làn da nâu đặc trưng. Hiện giờ, Henie vẫn giữ được phong độ nhan sắc, thậm chí còn đẹp hơn trước. Cô còn là người đẹp Việt Nam có thành tích tốt nhất, lọt vào tới top 5 ở đấu trường sắc đẹp Miss Universe cho tới thời điểm này. Cuối cùng, phải kể đến cuộc thi nhan sắc đầu tiên của Kim Duyên, Hoa khôi áo dài 2014. Năm đó, Kim Duyên chưa đạt thành tích tốt, có lẽ vì các kỹ năng trình diễn cũng như diện mạo của cô chưa mấy nổi bật. Đến khi tham gia hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên đã sở hữu nhan sắc mặn mà hơn rất nhiều. Mọi kỹ năng cũng hoàn thiện hơn đáng kể, giúp cô nàng ngày càng thành công ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế sau đó. Các bạn có cảm nghĩ sao về bài viết trên? Hãy để lại dưới phần bình luận và đừng quên follow chúng mình để nhận được những tin tức hấp dẫn nhất.